Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 29 tháng 8. Tòa phán xét. Vì tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa của Chúa Giêsu Christ, để mỗi người được báo trả xứng đáng cho những việc tốt hay xấu mình làm lúc còn trong xác thịt. 2 Corinto đoạn 5 câu 10. Có nhiều động lực thúc đẩy trong đời sống người theo Chúa. Một trong số đó là ý thức rằng sẽ có một ngày chúng ta phải giải trình cuộc đời mình trước Chúa Giêsu Christ, khi Ngài ngồi trên ngai phán xét nhân loại, sẽ được yên ủi nhiều hơn tin rằng những người theo Chúa sẽ được đưa vào thiên đàng mà không cần bị hỏi han gì về sự trung tín của mình khi còn sống trên đất. Nhưng đó không phải là điều sẽ xảy ra theo Kinh Thánh chép. Phaolô đã báo trước rằng trong ngày phán xét sau cùng, mỗi tín hữu sẽ phải giải trình những việc mình đã làm. Viễn tưởng này làm cho Phaolô rất kinh hãi và đã tạo động lực thúc đẩy ông cố sức làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc mình làm. 1 Corinto đoạn 5 từ câu 9 đến câu 11. Phaolô biết rằng dù ông có thể phớt lờ tiếng gọi dịu dàng của Thánh Linh suốt thời gian trên đất, nhưng rồi sẽ đến lúc ông phải giải thích lý do tại sao mình đã khước từ những sự dẫn dắt của Chúa. Phaolô không bao giờ bất cẩn giả định rằng Chúa sẽ bỏ qua tội lỗi của ông vì tất cả những gì ông đã làm cho vương quốc Chúa. Thay vào đó, ông hiểu rằng ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều. Luca đoạn 12 câu 48. Chúa không áp đặt ý muốn của Ngài trên chúng ta. Chúa sẽ đòi chúng ta phải trả lời cho thái độ mà chúng ta đáp ứng với Ngài. Những người theo Chúa đã được tha thứ tội lỗi nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta không bị lên án, nhưng vì Chúa là đấng công bình tuyệt đối, chúng ta sẽ phải trình diện để giải trình về các hành động của mình. Đời sống người theo Chúa đem lại tự do rất lớn, nhưng nó cũng đem đến một cảm thức sâu xa về trách nhiệm phải giải trình với Chúa và với người khác. Chúng ta có thể học được từ Phaolô rằng trách nhiệm giải trình là điều lành mạnh. Nó tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ để chúng ta sống đẹp lòng Chúa.